Nam Top News trưa nay. Tình hình dịch bệnh tại châu Âu vẫn căng thẳng. Mỹ lại có nguy cơ đối mặt với làn sóng COVID-19 mới. Bắt đầu tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại Rào Trăng. Hỗ trợ đưa 290 công dân từ Trung và Đông Âu về nước. Cứu hộ tàu chở khách từ Cù Lao Chàm bốc cháy. Bồ Miên kính chào quý vị đang đến với Việt Nam Top News, chương trình tin tức Việt Nam và thế giới cập nhật nóng nhất trong ngày. Sau đây là những thông tin đáng chú ý được cập nhật trong chương trình ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020. Chương trình xin được mở đầu với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 duy trì đà tăng. Tính đến chiều ngày 22 tháng 11, châu lục này ghi nhận tổng cộng 15,49 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tương đương 27% tổng số ca nhiễm toàn cầu. Trong 24 giờ qua, châu Âu đã ghi nhận thêm hơn 212.000 ca nhiễm mới và gần 3.000 ca tử vong. Tính trên toàn cầu, châu lục này hiện đang có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới, chỉ thấp hơn châu Á khoảng 200.000 ca. Do vậy, với tốc độ gia tăng số ca nhiễm mới hiện nay, châu Âu nhiều khả năng sớm trở thành tâm chấn dịch bệnh, bất chấp nhiều nước đã đẩy mạnh các biện pháp ứng phó. Trong đó, các nước có tình hình dịch bệnh đáng lo ngại nhất là Italy, Nga, Ba Lan, Anh, Pháp, Đức, Ukraine và Romania. Khi mỗi ngày đều ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mới, phần lớn các quốc gia còn lại cũng đều có thêm vài nghìn ca bệnh mỗi ngày. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi toàn cầu, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi thế giới nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống COVID-19, trong đó có việc phân bổ vaccine phòng ngừa COVID-19. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tất cả mọi người nên được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19. Tổng thống Nga Putin cho hay, Nga ủng hộ dự án quan trọng của hội nghị thượng đỉnh G20 lần này nhằm tạo ra các loại vaccine hiệu quả và an toàn cho mọi người. Nga sẵn sàng cung cấp loại thuốc này cho tất cả các nước có nhu cầu. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một danh mục vaccine và đảm bảo an toàn cho người dân toàn cầu. Sự cạnh tranh trên thị trường vaccine là không thể tránh khỏi. Nhưng việc đầu tư vào nghiên cứu, sản xuất vaccine cần xuất phát từ mục tiêu nhân đạo. Nga là nước đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngừa COVID-19, trong đó vaccine Sputnik V. Bộ Y tế Liên bang Nga đã công bố đưa vaccine này vào sản xuất và cho phép tiến hành nghiên cứu sau đăng ký. Hàng chục quốc gia đã bày tỏ quan tâm đến vaccine Sputnik V và hiện vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở Nga. Belarus, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Ấn Độ và Brazil. Ngoài ra, Nga còn dự kiến sẽ sản xuất 50.000 liều loại vaccine thứ hai có tên Epivac Corona vào cuối năm nay. Thưa quý vị, vài tháng tới sẽ là khoảng thời gian thử thách đối với Mỹ khi số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện đã vượt ngưỡng 12 triệu. Đây là dự báo được các chuyên gia đưa ra mới đây. Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chiếm hơn 1/5 tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu. Trong một tuần qua, ước tính Mỹ đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc mới, tăng gần 30% so với tuần trước đó. Số ca mắc mới trong ngày thứ 6 vừa qua lên tới gần 200.000, cao nhất từ trước đến nay. Trước tình hình diễn biến phức tạp trên, cộng với việc Mỹ sắp bước vào thời điểm cúm mùa và các dịp lễ lớn cuối năm đang đến gần, khiến nhiều chuyên gia lo ngại về làn sóng COVID-19 mới có thể sẽ lại ập tới, nhất là trong một vài tháng tới. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ mới đây đã ban hành hướng dẫn về kỳ nghỉ an toàn cho người dân. Theo đó, yêu cầu dân Mỹ nghỉ lễ tại nhà, tránh đi du lịch và tránh tụ tập đông người. Một số chuyên gia còn đề xuất tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến như mua sắm online, xem diễu hành, thể thao từ nhà và thậm chí cả tiệc tùng online. Nhằm hỗ trợ người dân, chính phủ Iran đã khởi động kế hoạch phân phát tiền mặt trên quy mô lớn cho gần 30 triệu người dân nước này trong 4 tháng tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo áp đặt quy định hạn chế mới trên phạm vi toàn quốc đối với các hoạt động kinh tế nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Tổng thống Hassan Rouhani cho biết 29,7 triệu người dân Iran sẽ nhận được khoản tiền mặt trực tiếp hàng tháng trị giá 1 triệu rial, tương đương 24 đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái chính thức cho đến cuối niên lịch hiện tại của nước này vào cuối tháng 3 tới. Bên cạnh đó, chính phủ Iran sẽ giải ngân khoản vay trị giá 10 triệu rial cho 10 triệu hộ gia đình không có thu nhập cố định hàng tháng. Kế hoạch giải cứu được triển khai giữa lúc chính phủ Iran cũng đang phải vật lộn nhằm kiềm chế tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trên khắp cả nước. Các cửa hàng và nhà máy sẽ đóng cửa trong thời gian 2 tuần, trong khi việc di chuyển giữa hơn 150 thành phố sẽ bị hạn chế chặt chẽ. Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở Trung Đông.
Theo Bộ Y tế Iran, số ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở nước này từ cuối tháng 2 đến nay đã vượt quá 840.000 người, trong khi số ca tử vong đã lên trên 44.000 trường hợp. Xin chuyển đến một thông tin thú vị đến từ nước Nga. Người dân tại thành phố Viễn Đông Vladivostok của Nga vừa trải qua một trận bão tuyết dữ dội khiến chính quyền khu vực phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, bão tuyết cũng đã mang lại một lợi ích không ngờ. Đường phố của Vladivostok bất chợt khoác lên mình một tấm áo lộng lẫy khi cây cối, các cột đèn, biển báo giao thông, xe cộ và các tòa nhà đều được bao phủ trong băng tuyết trắng xóa. Khung cảnh lộng lẫy đến mức nhiều người dân thành phố đã bất chấp cái lạnh 3 độ C để ra đường chụp ảnh và chiêm ngưỡng. Khung cảnh thần tiên này là kết quả của 2 ngày Vladivostok chìm trong mưa tuyết dai dẳng với nhiệt độ giảm đột ngột. Lớp băng đóng trên các đường dây điện và cây cối dày tới 12mm, một hiện tượng chưa từng xuất hiện tại khu vực này trong suốt 30 năm qua. Trước đó, chính quyền khu vực Primorsky đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lo ngại bão tuyết và còn huy động cả quân đội để hỗ trợ người dân chống bão. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin trong nước. Sau 5 ngày ngăn đập, nắn dòng, ngày 22 tháng 11, các lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, công an biên phòng và các lực lượng khác của tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức hoàn thành việc ngăn suối Sào Trăng, bắt đầu việc tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích dưới lòng suối. Để ngăn đập, nắn dòng được, thời gian qua, Ban Chỉ huy Cứu nạn đã huy động tổng lực lượng phương tiện, nhân lực để hoàn thành việc đào đắp hàng trăm mét khối đất đá. Các lực lượng đã đào, đắp, tạo dòng chảy mới có độ sâu hơn 3 mét, rộng 5 mét và dài hơn 150 mét, tạo đập ngăn dòng chảy cũ dài 15 mét, cao hơn 3,5 mét, rộng 5 mét. Trong sáng ngày 22 tháng 11, sau khi ngăn đập xong, các lực lượng bắt đầu chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân dưới dòng suối. Đặc biệt là ba chú chó nghiệp vụ tinh nhuệ nhất của trường trung cấp 24 biên phòng cũng đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng chó nghiệp vụ để tiến hành tìm kiếm, đánh hơi, xác định các vị trí mà nạn nhân bị vùi lấp trong lòng sông Rào Trăng để giúp các lực lượng chúng ta tìm kiếm một cách nhanh nhất. Qua 4 ngày nối lại công tác tìm kiếm những người mất tích ở Rào Trăng 3, thì các lực lượng và đã huy động phương tiện kỹ thuật làm với thời điểm cao nhất, tích cực nhất. Tính đến 16 giờ 30 ngày 22 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Điều này cho thấy phương án nắn dòng suối Rào Trăng đã đạt được hiệu quả. Như vậy, tính đến nay đã có 6 thi thể được tìm thấy trong tổng số 17 công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ngày 12 tháng 10. Vẫn còn 11 thi thể chưa được phát hiện. Thực hiện chương trình hỗ trợ công dân ở nước ngoài theo chủ trương của nhà nước Việt Nam, tối ngày 21 tháng 11 năm 2020 theo giờ địa phương, tại sân bay quốc tế Black Haven ở thủ đô Praha, 290 công dân Việt Nam từ Trung và Đông Âu về nước trên chuyến bay thẳng của hãng hàng không Bamboo Airways. Hành khách gồm các đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, sinh viên, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam tới Séc hỗ trợ đưa công dân về nước trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu. Trong đó, các nước Trung và Đông Âu diễn biến phức tạp. Chuyến bay có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đáp ứng nguyện vọng về nước của những người dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, mà còn tạo tiền đề sớm hiện thực hóa thỏa thuận về việc thiết lập đường bay thẳng Hà Nội – Praha trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc năm 2019 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến bay ngày hôm nay tôi cho là nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt bởi vì được sự ủng hộ của hai chính phủ, đặc biệt là hai thủ tướng của Cộng hòa Séc và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mở cái đường bay thẳng Praha Hà Nội. Nhưng mà rất tiếc là khi mà dự định bay thì lại gặp đại dịch Covid-19 cho nên cái việc bay đã phải hoãn lại. Thì cái chuyến bay này là chuyến bay thứ hai sau cái chuyến bay ngày 25 tháng 3, tức là chuyến bay mà mang một số công dân Séc trở lại châu Âu và các cái dụng cụ y tế cho chính phủ Cộng hòa Séc. Khi mà dịch ở Séc bùng phát thì tôi cũng đã có ý nguyện về, thì sau đấy thì lại cả chẳng may bị đau tay nữa, thế nên là cái nguyện vọng về thì vô cùng tha thiết khi mà được đại sứ quán quan tâm sắp xếp cho về, nhất là cái chuyến đặc biệt này thì tôi rất lấy làm phấn khởi và biết ơn các nhà tổ chức đã tổ chức ra chuyến đi này. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, việc nỗ lực tổ chức các chuyến bay hỗ trợ công dân Việt Nam tại nước ngoài về nước là thể hiện công tác bảo hộ công dân và sự quan tâm của nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc và lao động tại nước ngoài. Thưa quý vị, chiều hôm qua, ngày 22 tháng 11,
một tàu chở khách của Hợp tác xã Vận tải Thủy Bộ và Du lịch Hội An đang trên đường vận chuyển khách từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thì bốc cháy, làm 18 hành khách và thuyền viên hoảng loạn. Thời điểm này, có một tàu cá gần đó thấy vụ việc đã áp sát, đưa mọi người rời tàu. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Cửa Đại và đồn biên phòng Cù Lao Chàm cũng đã điều tàu ra tiếp cận tàu cháy, đưa các hành khách và thuyền viên tàu gặp nạn về bờ an toàn, không có ai bị thương. Vào hồi 1 giờ 20 phút ngày 22 tháng 11, trên quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tầm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe ô tô khách giường nằm 40 chỗ. Theo đó, xe khách mang biển kiểm soát 20B00911 đã tự gây tai nạn, làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Khi bị nạn, trên xe có 35 hành khách do anh Nguyễn Đức Phụng, sinh năm 1974, trú tại Thái Bình điều khiển theo hướng Sơn La, Hà Nội, đã lao vào giải tôn phòng hộ bên trái đường, rồi tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải và bị lật nghiêng xe. Nguyên nhân được xác định do xe ô tô khách xuống dốc mất phanh, lật nghiêng về phía toa ly dương trái, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 6 gặp khó khăn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Việt Nam Top News 12h30 hôm nay. Quý vị hãy đón xem để cùng cập nhật những thông tin nóng nhất của Việt Nam Top News vào lúc 12h30 và 18h mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!